Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video. Bên em chuyên bán tất cả các dòng điện thoại Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo có giá tầm trung từ 1 triệu đến 10 triệu. Bên em mua bán là không cần cọc một xu, không cần cọc một đồng nào, thoải mái kiểm hàng đúng những cái sản phẩm mà em quay và các bác đặt thì các bác nhận, còn không đúng thì chúng ta không nên nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm. Video của em từ đầu đến cuối video là tất cả các sản phẩm là đều là không cần cọc nha các bác nha, thoải mái kiểm hàng trước thanh toán nha các bác nha. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ À, bên em sẽ cam kết cho tất cả các bác là hàng chính hãng này chế độ bảo hành bên em cực cao có nghĩa là ví dụ như các bác mang đi dùng trong vòng 30 ngày sau nó bị lỗi bên em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà và bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác một năm bên em có rất là nhiều những cái sản phẩm cho tất cả các bác lựa chọn ở trên màn hình đây ở đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm bởi vì em nói thật với các bác luôn các bác đừng rời qua màn hình và các bác chỉ nghe em một tí thôi đây là những cái địa điểm mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm còn uy tín hay không thì các bác cứ theo dõi và các bác nghiên cứu đấy bởi vì đây em bán số lượng vài nghìn cây chứ không phải là bán một hoặc là hai cây hay là ba cây rồi bắt các bác cọc nọ cọc kia rồi lừa cọc tất cả các bác đúng không đây là những cái địa điểm mà tôi bán hàng để kiếm sống chứ không phải là tôi bán một cây hay là hai cây rồi là tôi lừa tất cả các bác không có đâu đấy nên anh em yên tâm để tránh cái trường hợp là chúng ta bị lừa đảo là một hai nữa bị tráo đổi sản phẩm thì tốt nhất cứ kiểm hàng đúng những cái sản phẩm mà mình quay mình quảng cáo và các bác đặt thì các bác nhận còn không thì thôi nếu mà các bác nhận một cái sản phẩm mà nó có hiện tượng lạ thì các bác làm ơn điện ngay cho tôi và tôi sẽ xử lý cái đơn đó xem là nó bị lỗi ở đâu do bên tôi đóng đơn nhầm hay là bị tráo đổi hay là do bị bị Uh, đóng đơn nhầm, cái này thì nó cũng có thể xảy ra đấy. Tốt nhất là các bác cứ yên tâm và kiểm hàng. Tất cả mọi điều em đều chịu trách nhiệm cho tất cả các bác hết. Đây là một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus. Con này thì nó là mất vân tay. Giá cực rẻ thôi. iPhone 6 Plus nhá, không phải là iPhone 6 nhỏ nhá. iPhone 6 Plus, con này mất vân tay, pin đạt được 90 90% đến 100%, hình thức bên ngoài đạt được 80% cho đến 85% nhá các bác nhá. Con này 64 ghi mất mỗi vân tay thôi. Đầu tiên các bác theo dõi này. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn về cái vấn đề là iCloud không có nha. Thứ hai nữa là dung lượng của nó là 64. Tiếp theo thứ ba nữa là chúng ta sẽ kiểm tra về pin. Pin con này đạt được 87% có nghĩa là cũng khá là ok rồi đúng không con này 64 ghi em bán cho các bác với giá chỉ có là 1 triệu 650 000 không cần cọc kiểm tra đúng sản phẩm em quay ở đây thì các bác nhận những cái hình thức bên ngoài này thì nó cũng có một số chỗ nó có chấm phẩy một tí nhưng mà không sao không đáng kể gì bởi vì giá nó cực rẻ thôi có hơn triệu bạc thôi thay cái máy 2G đi Đấy. iPhone 6 Plus nhá không phải là iPhone 6 nhỏ nha các bác nha 1 triệu 650 000 đầy đủ phụ kiện kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe bên em mua bán là không có cọc cạch một xu nào thoải mái kiểm hàng trước khi thanh toán còn tiếp theo, đây là một chiếc điện thoại Redmi 9A 32GB phù hợp cho người già, thanh niên, trẻ con hay là chúng ta dùng làm máy phụ là khá ok. Pin 4500, màn hình con này 6.5, RAM 3 và 32GB giá chỉ có 1 triệu. 450.000 miễn phí ship kiểm hàng trước khi thanh toán Bên em là ship toàn quốc bất cứ các bác ở tỉnh thành nào Hay là nông thôn nào hay là thành phố nào hay là miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Tây em đều ship hết nhá các bác đợi 3 ngày cho đến 4 ngày các bác nhận máy nha Đấy. bên em bán toàn quốc thì có nhân viên đến tận nhà các bác đổi nếu ví dụ như các bác dùng không may nó bị lỗi đây là con Redmi 9A nhá các bác đặt hàng các bác phải nhớ cái tên cái sản phẩm bởi vì tại sao nguyên nhân gì lý do gì vì các bác không nhớ tên thì bên em bán rất là nhiều số lượng nên là không nhớ được là các bác đặt cái máy gì Đấy. Redmi 9A nhá hai à, xin lỗi Redmi 9 Redmi 9A RAM 3 và 32 g giá để cho các bác 1 triệu 450 nghìn máy 99% đầy đủ phụ kiện ốp sạc và tai nghe tiếp theo em giới thiệu cho các bác những cái dòng mà giá nó cũng khá là rẻ tiền nhưng mà lại nhiều thịt là những sản phẩm này đây là con Redmi Note 9S nha Redmi Note 9S nhá Redmi Note 9S này là có hai bản một bản là 128 ghi là 2 triệu 6 còn bản này là bản hạ à, xin lỗi bản 64 ghi là 2 triệu 350.000 như con này đấy còn bản 128 ghi là 2 triệu 650.000 để chênh lệch mất 300.000 các bạn chênh lệch 300.000 nên là các bác à, lựa những cái con nào thì chúng ta do cái nhu cầu của chúng ta sử dụng ít hay nhiều thôi chứ là ít thì chúng ta cũng không nên sử dụng những cái ram cao bộ nhớ cao cũng chả giải quyết được cái gì cả các bác nhớ nha tên của nó là Redmi Note 9 S đấy ram 464g là 2 ,3 triệu 3 còn là 128g là 2 triệu 650 đấy con này em bán giá cho các bác là khá là hợp lý thôi đấy, Redmi Note 9s 64g đầy đủ phụ kiện đây này 64g nhá đầy đủ phụ kiện màn hình 6.67 inch. Đấy, từ ốp, từ sạc và từ tai nghe không có hộp thôi, ngoài ra là đều đầy đủ hết. Đấy bán cho các bác 2.350.000 64 và con nào là 128 GB thì bán cho các bác với giá là 2 triệu uh, 600. Đấy. Tiếp theo em giới thiệu cho các bác con Redmi Note à uh, Redmi 5 Pro đây là một chiếc điện thoại Redmi 5 Pro, máy cũng là máy 99%, không có hộp nhưng mà đầy đủ từ ốp, từ sạc và từ tai nghe, cam kết hàng chính hãng, chế độ bảo hành cực cao cho các bác như đầu video em nói cho các bác, giá chỉ có 2 triệu 350 nghìn. Con này nó là pin 5 nghìn, màn hình 6.5, RAM 6 và 128GB các bác nhá RAM 6 và 128GB đầy đủ phụ kiện cho tất cả mọi người. Đấy, các bác nghe rõ những cái lời mà em quảng cáo, nếu mà các bác không nhìn thấy cái thông số mà em quay ở đây ấy, Em quay ở trên màn hình này ấy, thì các bác cứ nghe theo những cái lời em quảng cáo mà các bác nhận hàng Đây, 128 g này, Redmi 5 Pro này Đấy, ok chưa, chuẩn chưa Bởi vì tại sao em bán cho các bác không cọc Nên là những cái lời quảng cáo của em nó phải chuẩn 100% chứ không phải 99% Vì lý do gì? Vì em quảng cáo sai thì chắc chắn các bác sẽ không nhận Vì đâu có phải là nhận cọc đâu Em không cọc nên là các bác phải yên tâm cái vấn đề đó nếu mà em quảng cáo sai các bác quảng cáo một đằng mà sản phẩm một nẻo thì chắc chắn các bác sẽ không nhận nên là tự nhiên em lại làm khổ cho em thôi đấy nên là các bác cứ yên tâm những cái lời em quảng cáo tuy nhiên em không biết quảng cáo hay hay là quảng cáo nó quá tốt thì em cũng vì những cái à, cách ăn nói à, ăn nói của em nó như vậy rồi đấy cách ăn nói của em nó như vậy nên là các bác à, khác tự thấu và hiểu đấy để mà một mình em nói cho tất cả mọi người tin em thì chắc chắn là khó Đấy, ai tin thì có thể ủng hộ mà không tin thì cũng thông cảm thôi nha ở đây không phải là những cái sân chơi có nghĩa là đây là những cái nơi mà em mua bán và bán hàng Đấy, để cho tất cả các bác lựa chọn Redmi 5 Pro giá có 2 triệu 350 trong khi đó nó là 128 g tiếp theo là những cái sản phẩm mà tiền ít thịt nhiều đây mới là những cái mà chúng ta đáng quan tâm và chúng ta đáng để ý nhất đây là một chiếc điện thoại Oppo F11 mới full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em để cho các bác giá cực rẻ thôi, RAM 8 256 GB nha các bác nha. Mới 100% nha các bác, nhìn qua hình thức mà em quay ở đây ấy, thì các bác bảo là máy cũ nhưng mà thực tế không phải đâu nha. Nó là máy mới 100% vì lý do nguyên nhân gì? Thứ nhất là em tay của mình cầm thì đây này thì nó có cái dấu vân tay. Đấy. Thứ hai nữa là ở ngoài này nó có cái lớp giấy bóng các bác nhận máy các bác xé nó ra nhiều bác bảo là nhận máy sao máy nó bẩn bẩn xước xước nhưng mà không phải đâu bên ngoài ở cái lớp này có giấy bóng hết nha kể cả mặt trước mặt sau đều có hết nên là anh em yên tâm em đã bảo là mới thì nhận nó phải mới còn nếu mà không mới không nên nhận F11 RAM 8256 ghi giá có 2 triệu 350 nghìn thôi đây cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta đáng quan tâm và chúng ta đáng nghiên cứu và để ý bởi vì những cái số lượng À, máy là RAM 8 256G này nó cũng khá là ít RAM 8 này 256G này Đấy. nhiều người không biết thì cứ thấy người ta quảng cáo 256G đi đặt cọc cho họ rồi sau đó là chúng ta nhận máy nó không đúng thực tế rồi là các bác mất tiền mất tiền thì sau đó các bác lại bảo là mua hàng trên mạng toàn bị lừa bị lừa là cũng là do là một phần là từ các bạn Đấy. các bạn tin người ta quá người ta quảng cáo tốt quá thì các bạn lại đi tin người ta còn những cái nơi mà như em ở đây em nói thật bán hàng bằng thật nhưng mà tuy nhiên em không biết cách ăn nói lắm Em không biết cách quảng cáo tốt nên là các bạn lại không tin tôi đúng không nhưng Mà thực tế đây là nó là ở đây mới là những cái nơi mà nó là thực tế rồi Đấy, Oppo F11 nha 256 ghi giá có 2 triệu 350 nghìn mà nhận ngay một chiếc điện thoại mới 100% Nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện nữa Đấy, Đây mới là những cái sản phẩm mà chúng ta đáng quan tâm nha có từ Samsung Oppo, Redmi, Vivo, nói chung là tất cả các cái mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có hết <laughs> Tiếp theo đây là một chiếc điện thoại mà chúng ta cũng hãy nghiên cứu nếu mà chúng ta có ít tiền đấy Cũng là một cái sản phẩm RAM cao bộ nhớ cao pin trâu màn hình to Mà trong khi đó nó là Giá nó cực rẻ đó. nó chỉ có hơn một triệu tí thôi Đây là một chiếc điện thoại Oppo F9 Pro mới 100% Full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe em để cho các bác với giá là bao nhiêu? pin 4500 nhá, màn hình 6.5 inch nhá, ram của nó ram 8 nhá, 256 GB nhá, F9 Pro. Đấy. 256 GB trong khi đó cái máy này nó chỉ có 1.950.000 mà các bác nhận ngay một chiếc điện thoại mới full hộp thì chúng ta không còn gì phải bàn là đắt hay là rẻ nữa. Em bao ship cho các bác là miễn phí ship, kiểm hàng đúng lời quảng cáo, đúng sản phẩm em quảng cáo. Và các bác đặt các bác nhận còn không đúng thì chúng ta không nên nhận nhá. Máy này là máy hai sim hai sóng nhá. này, Nhiều người bảo máy của ông nhìn như máy cũ, đúng rồi cũ thì em sẽ bóc cho nó mới nhá đây này nhiều bác không bóc được em bóc còn khó ấy, chứ không phải là các bác bóc được đâu bởi vì cái lớp này ấy, nó làm nó rất là phủ kín đây các bác nhìn nó bẩn không thấy chưa nhưng mà do tay của mình cầm nhiều đây này đấy em thì không phải là bán như kiểu siêu thị mà bỏ chân ngắn chân dài ra lau chùi hộ nên là nó không không được sạch sẽ lắm đấy là nói thẳng là như vậy đây các bác chỉ cần nhìn như thế này mới là một cái sản phẩm mới đúng chưa ok chưa Đấy. Đây, vỏ đã lại bẩn thiểu như thế này. Kể cả mặt trước, mặt sau đều có hết nha các bác nhá. Đây là các bác nhận máy các bác thoải mái cái bóc cái này ra. Còn nếu mà các bác mắt kém là một, hai là ngoài trời nữa khó có thể nhìn thấy cái chỗ này. Nên là nhiều người cứ bảo là máy nó bẩn này, xước này, đây này. Đấy. Đây nhiều người không, nhiều người không biết. Giá là 1 triệu 950 nghìn nha Oppo F9 Pro Đấy, Bao ship toàn quốc mới 100% Nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta đáng quan tâm và chúng ta đáng để ý nhất, đó là một chiếc điện thoại. Tiếp theo cũng là một cái con Oppo giá rẻ. Đấy, Oppo A31. Đây này, cũng là một cái lớp siêu xé nó ra nó mới như ngọc trinh cơ. Mới bóng như thế này mà để cái lớp giấy bóng này vào nhìn nó rất là xấu. Tịnh đấy. Đó là thực tế là như vậy. Và em bán hàng em quay thực tế qua những cái hình ảnh này, à qua những cái video này nên là có cái bóng điện này. Đấy tất nhiên là quay video là phải có bật điện lên thì nó mới sáng đúng không? thì nó có cái ánh đèn với lại là ban đêm em làm video nữa nên là nó sẽ à, màu nó sẽ không được chất lượng đấy có, gọi là chất lượng video nó không được tốt đây là một con điện thoại Oppo A31 mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện con này các bác biết em bán bao nhiêu có 2 triệu 150 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại pin 5 màn hình con này 6,5 RAM con này RAM 8 256 g cơ full hộp với cái hộp nó ở ngay trước mắt của chúng ta ngón tay em đang chỉ kìa đấy giờ Oppo A31 nha đấy giá này ấy, không còn chỗ nào bán rẻ hơn đâu nếu mà các bác biết chỗ nào bán rẻ hơn thì các bác có thể uh, liên hệ với tôi và tôi sẽ nhập lại và tôi lại bán cho người khác thì nó sẽ được rẻ hơn đúng không đấy trăm người bán vạn người mua hơn thua nhau nó ở chất lượng chỗ nào uy tín bán nhiều mà các bác không mua các bác cứ đi thấy người ta chụp hình uh, chỉnh sửa hình ảnh rồi đăng lên rồi là bán cho các bác các bác tin tưởng đấy còn tôi thì tôi không biết cách quảng cáo và tôi không biết cách ăn nói nhiều hơn và tôi không biết những cái lý do và những cái hình ảnh của tôi không không được đẹp hơn nên là mình cố gắng nói làm sao thì các bạn cũng không tin tôi đấy nhưng mà trong khi đó tôi đã làm cái con người là việc thật làm thật rồi đấy ram 8 này 256 trăm này ok chưa giá chỉ để cho các bác 2 triệu một trăm năm nghìn oppo a 31 nha mới phun hộp nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe miễn phí ship kiểm hàng thanh toán không cần cọc một xu các bác theo dõi video này thì các bác cũng đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để cho mọi người cùng tham khảo và tham gia ở cái kênh này để mua điện thoại. Ở đây mà các bác không mua thì không biết các bác mua ở đâu rồi. Thứ nhất là vừa rẻ, thứ hai chế độ bảo hành cực tốt, thứ ba nữa là em không cọc, kiểm hàng thanh toán. Uy tín hay không thì các bác khắc tự nắm. Bởi vì nếu mà những cái lời quảng cáo của em <laughs> những cái lời quảng cáo của em mà nó không thực tế không đúng với cái sản phẩm này thì kênh của em nó không đạt được 4 triệu người xem và 50.000 người đăng ký kênh và một ngày em bán 4 đến 500 đơn trên một ngày đó là cái thực tế cho các bác nha không phải là bốc phép đâu đấy như một chiếc điện thoại Samsung Galaxy G7 Play RAM 3 và 32 phù hợp cho tất cả trẻ con người già người lớn tuổi hay là trung niên thanh niên hay làm máy phụ đi phụ hồ phụ xây cho con cháu là hợp lý nhất con này Giá chỉ có 1 triệu 250 nghìn thôi. Có từ sạc, ốp đầy đủ hết cho các bác. Con này thì là à, hình thức bên ngoài đạt được khoảng 8 90 90% đi. Đấy. Thì tiền nào của nấy thôi các bác ạ. À. Các bác đừng có nghĩ là chúng ta bỏ ra 1 triệu mà nhận được một chiếc điện thoại. Một cái sản phẩm mà 2-30 triệu là cũng không có đâu. Đấy. Tiền chúng ta như thế nào thì các bác bỏ ra bao nhiêu tiền thì em sẽ... Em sẽ bỏ ra cho các bác một cái sản phẩm tương ứng với cái đồng tiền của các bác thôi. Đây là con G7 Pride nha G7 Pride Con này giá chỉ có 1 triệu 250 nghìn 32 ghi. Đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Nên anh em yên tâm nhận máy chỉ có lắp sim vào mà dùng thôi. Đấy. G7 Pride em ship toàn quốc nha. Các bác theo dõi video thì cứ đăng ký kênh chia sẻ hộ để cho tất cả mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu ở đây để nghiên cứu và mua. Đấy, chỗ của em mà không bán được thì chắc chắn là nhiều người sẽ còn không có hàng mà bán đấy số lượng nhà em các bác lấy cả nghìn cây cũng có chứ không phải là bán cái kiểu là cây một hai cây ba cây rồi cọc nọ cọc kia rồi là à, lừa nhau như thế là không có đâu bên em không có cái chuyện đấy nên là các bác yên tâm rồi đấy đã không 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 cọc thì chắc chắn là không ai lừa ai rồi đấy tôi nói thẳng tôi chỉ sợ các bác lừa tôi chứ tôi không lừa được các bác bởi vì tôi đâu có cầm của các anh các chị một nghìn nào đâu không có đâu đúng không đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc điện thoại cũng là một chiếc điện thoại Redmi 7 Redmi 7 5G full hộp nha mới 100% nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe RAM con này RAM 8 và con này 256GB giá chỉ có 3 triệu 150 nghìn thôi Redmi 7 5G nha Mới full hộp nha RAM 8 256GB Giá chỉ có là 3 triệu 150 000 Úi Chưa có con nào bật nguồn nó Buồn thế chứ này Đến lúc làm video đấy Có có ai à, à Hộ mình đâu Mình khác tự làm tự quay Nên là đấy thì mới nói cái câu là Chất lượng video nó kém Và những cái cách quảng cáo của chúng tôi Thì nó cũng không được như người khác Vì sao và lý do gì vì mình không có lọc âm rồi là không có người quay hộ các thứ Đấy, con này bây giờ em quay sau nhé đang bật nguồn đây này Đấy, em sẽ quay sau Redmi 7 này em chỉ bán cho các bác có 3 triệu 150 nghìn thôi anh em thoải mái và lựa chọn những cái sản phẩm bên em thì không còn gì phải bàn cãi nhá một ngày em bán đến 4 500 đơn mà các bác còn bảo là em không uy tín thì không biết là ai uy tín hơn em rồi và trong khi kênh của em nó đạt 4 đến 5 triệu người xem chứ đâu phải ít đâu. Đây này, ví dụ như một chiếc điện thoại Oppo A73 này, cho mọi người đi tìm xem có cái địa điểm nào và có nơi nào mà người ta bán có 2.650.000. Em bán cho các bác chỉ có 2.650.000 thôi. Đấy, pin 5.000, màn hình 6,5 inch, RAM con này RAM 8 cộng 5 mà RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256 GB. Đây này, RAM 8 cộng 5 này. Và con này là 256 GB này. Ok chưa ạ? Và Oppo A73 5G. Đấy, giá chỉ để cho các bác 2 triệu 650 nghìn full hộp Nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nhé Không còn chỗ nào mà bán giá này cho các bác đâu Nếu mà các bác không tin Các bác cứ đi tham khảo hết tất cả ngoài thị trường rồi Các bác mua với tôi sau Điện thoại bên tôi thì bán cho các bác cả năm cũng không thể hết được Có ai bán vài nghìn cây một tháng Mà trong khi ngày nào cũng có đây Đấy, Chỉ có bên này mới có chứ nhiều người không có đâu Đấy, con này em bán cho các bác với giá có 2.650 nhá, Oppo A73. Đấy. A73. Ngoài thị trường các bác tham khảo xem. À, con này đâu đó khoảng độ hơn 4 triệu. Không phải đâu đó là nó là hơn 4 triệu. Tiếp theo là con Oppo A74 mới 100%. Nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe, giá chỉ có 3.150.000 mới 100% nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện không cần cọc một xu không cần cọc một đồng nào thoải mái kiểm hàng trước thanh toán giá có 3 triệu 150 nghìn thôi nhưng mà con này ấy, trong khi đó con này nó là ram của nó là ram uh, 8 cộng Chưa nào cứ chính xác cho an toàn ram 8 cộng 5 này 256g này A74 5G này đấy giá chỉ để cho các bác với giá là 3 triệu 150 nghìn thôi 3 triệu 150 nghìn mới nha mới đầy đủ phụ kiện hết cho tất cả mọi người. Đấy, A74. Tiếp theo là con Oppo A76. Oppo A76 mới 100%, nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe, màn hình 6.7 RAM 8. Con này nó là 128GB thì nó sẽ rẻ hơn A74. Tại sao nhiều người hỏi là A74 lại đắt hơn A76? Lý do và nguyên nhân là A76 nó chỉ 128 g nha. Đấy, anh em nào mà dùng ít thì chúng ta cũng nên nghiên cứu cái sản phẩm này. Nói chung là 128 ghi là dùng thoải mái rồi, các bác cứ thế đòi hỏi nhiều thôi chứ các bác hình như các bác nhiều người ấy, cứ mua cái loại RAM cao bộ nhớ cao về đâu có dùng đâu. Dùng không hết được thôi. Đấy. 128 g A76 nhá, giá có 3 triệu thôi, để cho các bác 3 triệu, ngoài thị trường người ta bán trên 5 triệu. Đấy, đấy là nói thật. Đấy, em quay quay thế này các bác đôi lúc các bác còn khó nhìn đấy, nhưng mà không có thời gian để ghép ghép như người ta đâu, thật lắm Nhà em thì bán có mà quay cả năm cũng không hết được chứ đừng có nói là quay một lúc này để làm video cho các bác theo dõi sản phẩm của em mà một tí là xong, không xong được nên là à, mọi người cứ nghĩ là em quay quay kiểu này là nó sẽ khó chịu ấy. Đây là con A78 nhá. Có màu đen, màu xanh, màu tím nhạt. màu xanh, màu đen và màu tím nhạt thế này. Bán cho các bác với giá là bao nhiêu 3 triệu 000 nghìn. Pin 5 nghìn, màn hình 6,7, RAM 8 cộng 4, 25, 256 nhá. Yeah. RAM 8 cộng 4 và con này 256 gb Đấy, Oppo A78 5G mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Bán cho các bác cực rẻ thôi. Chỉ có là... Đây, Ram 8 cộng 4 này 256 gb này À đâu nhầm vào con này 97 mà 97 Đây 78 nó là ở đây này Nó gần giống nhau quên Đây này Ram 8 cộng 4 này Và con này là 256 gb này A78 này 5G này Đấy, máy 2 sim 2 sóng Android 12 chấm bán cho mọi người với giá là 3 triệu 500 nghìn không cần cọc nha kiểm hàng trước khi thanh toán cứ kiểm tra ok đúng sản phẩm của em quay và em quảng cáo các bác nhận còn không đúng thì chúng ta không nên nhận tất cả từ đầu đến cuối video bên em là không có cọc cạch một xu nào thoải mái kiểm hàng trước khi thanh toán nha Đấy. tiếp theo là con Samsung Galaxy A12 mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe nha các bác nha Samsung Galaxy A12 mới 100% giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn. Con này là pin 5 nghìn, màn hình con này 6,5. Đấy, tem siêu đầy đủ hết nha. Không phải là cũ đâu. Đấy, đây là em cứ bốc ra để em quay nên là nó đôi lúc nó cũng bụi một tí. Các bác bảo để quay cả ngày thì kiểu gì nó chả bụi đúng không? 128 g này, RAM 4 và 128 g Và thông tin điện thoại này, thông tin pin này. Pin dung lượng của nó là 5.000 này. Ok chưa? Giá có 2 triệu 650 nghìn thôi. 2 triệu 650 000 mà các bác nhận ngay một chiếc điện thoại mới 100%. Full phụ kiện. Từ ốp sạc và tai nghe cho các bác hết này. Đấy. Samsung Galaxy A12. Em có màu xanh đậm nữa nhé. Tiếp theo là con Samsung Galaxy A51. Samsung Galaxy A51 thì pin 4000, màn hình 6.5, RAM của nó RAM 6 và con này 128GB, giá 2 triệu 950 nghìn. Full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nha các bác nha. Đấy, full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Đá mới thì nó không xước đâu. Các bác kiểm tra mà nó xước có móc méo nứt nẻ ở đâu thì các bác làm ơn và trả lại cái máy nó. Chúng ta không nên nhận nha các bác nha. Đấy, em cũng đã nói rồi. Tất cả những cái lời quảng cáo của em nó phải chuẩn 100%. Nếu em quảng cáo sai thì các bác sẽ không nhận thì em sẽ lại rước hòa vào thân em tự nhiên em dạy em lại đi nói lung tung cho nó là các bác không nhận hàng em đây này 128 gb này pin của nó là 4.000 đấy pin của nó 4.000 nha các bác nhá pin 4.000 em bán cho các bác 2 triệu 950 000 đá mới thì em không cần phải quay nhiều quay nhiều mất thời gian cũng chẳng giải quyết được cái gì cả đấy, em chỉ quay qua qua thôi các bạn tiếp theo là con con này em không biết quay chưa nhỉ Rồi, quay qua lại lần nữa nhiều quá nên không nhớ ấy các bạn ạ đây là con Oppo A5s mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tay nghe Oppo A5s nhá mới 100% phần nhá em để cho mọi người với giá chỉ có là 1 triệu 650 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại ram 6 và 128 gb ram 6 128 gb Oppo a5s nhá Oppo A5s mới full phụ kiện. Đã mới thì nó phải có từ hộp, từ sạc và từ ốp và từ tai nghe và tiếp theo nữa nó sẽ không thiếu bất cứ một cái linh phụ kiện gì kèm theo cả. Đấy. Và nó sẽ không bị xước, RAM 6 này, 128 GB này, Oppo A5s nhá, hai sim hai sóng, giá chỉ có 1 triệu 650 000 hiện tại đang còn có 3 màu như vậy. <laughs> Tiếp theo có một số dòng nó rẻ thôi cũng chỉ có 1 triệu rưỡi triệu 6 triệu tư như con này con Vivo i93 mới không có hộp đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe Tại sao không có hộp vì lấy thêm hộp thì nó mất 80.000 nữa thì lấy làm cái gì Cái giá nó cỏ quá cái giá này nó có uh, rẻ quá Đấy. nó chỉ có 1 triệu 500 thôi trong khi RAM của nó RAM 6 và 128 GB pin của nó là 4.500 màn hình 6,45 Em bán cho các bác chỉ có 1 triệu 500 Những cái dòng này là ít khi bị lỗi lắm các bác ạ Vivo y 93 nhé Đấy Giá của các bác bỏ ra một số tiền nó cũng không phải là khá lớn Đấy chỉ dùng tạm được như vậy Đấy. Xem phim uh, Chơi game nhẹ được Facebook, Zalo, đọc báo, TV Hay là Chúng ta muốn xem cái gì thì cũng đều ok Đấy 128GB nhá. Bán cho các bác chỉ có 1 triệu 500 000 thôi Vivo y 93 Đấy, em không biết quảng cáo nhiều thì các bác khác tự hiểu trong cái thì trong cái lòng của các bác đấy, nói nhiều nó cũng khản hết tiếng em đôi lúc là nói vấp nói lung tung hết cả nhưng mà thực tế ra là em là những cái con người mà nó người bảo là nói nhiều nhưng mà không phải là nói nhiều nói ít chẳng lẽ em bán hàng không cho em nói không nói thì làm sao em bán được đúng không làm sao em có tiền để kiếm sống được phải không ạ nên là nói như vậy đấy một ngày em bán em kiếm một hai đồng từ các bác thì cũng phải bỏ ra cho các bác một cái sản phẩm nó phải tương ứng với cái đồng tiền của các bác bỏ ra trăm người bán vạn người mua hơn thua nháo nổi chất lượng đấy sản phẩm rẻ thì không bao giờ tốt sản phẩm tốt thì không bao giờ rẻ mà còn vừa rẻ vừa tốt thì chắc chắn không có đâu nếu mà các bác muốn tìm một số cái sản phẩm nó tương ứng với đồng tiền của các bác thì các bác đừng có nghĩ về những cái sản phẩm đó các bác hãy các bác hãy nhìn về cái sản phẩm này nó như thế nào thì các bác bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đấy còn ấy, trên xã hội này ấy, cũng có người bán đắt cũng có người bán rẻ so với người biết thì không nói người không biết ấy, thì người ta sẽ mua phải những cái hàng sách tay hàng sách tay là một này hàng độ vỏ hai hàng lối kỹ thuật là ba hàng tàu hàng nhái hàng năm sáu bảy loại nên là nhiều người không biết cứ bảo là thấy người ta bán có triệu mà mình bán đến hai triệu rưỡi thì tranh lệch mất mấy triệu cơ nên là người ta sẽ bỏ ngay đúng không nhưng mà thực tế người ta đâu có biết về cái sản phẩm đó là cái sản phẩm gì đâu tất nhiên nó giống nhau là nó giống 100 trăm rồi nó là hàng nhái lại cơ mà còn đấy em cũng đã hay nói ở cái cửa miệng của em ấy Thế tại sao mà iPhone 15, 16 Pro Max, Samsung Galaxy, bốn uh, Nucha 24, 25 bây giờ nó bỏ ra có chỉ có người ta bán có 1 triệu 500. Thế tại sao ở ngoài xã hội, ở ngoài siêu thị, ở ngoài thị trường người ta bán đến tận 3, đến 40 triệu, đến 50 triệu. Nếu mà như vậy thì tranh nhau mà đi mà lấy mà mua hết rồi các bác ạ. À. Đấy. Nên là những cái điểm nào mà người ta bán hàng nói bằng thật thì mình không tin cứ nghe thấy cái giọng mình bắt đầu là ghét mình. Nhưng mà thực tế mình là cố gắng để làm sao thuyết phục được cho tất cả các bác tin tôi còn nếu mà không tin thì cũng không biết là làm thế nào cả còn ai tin thì ủng hộ nha các bác nha cũng cảm ơn những cái người anh em mà đã trong quá trình thời gian mà đã đặt được 4 triệu người xem và 50.000 người đăng ký kênh và một ngày em chốt được 5 đến 600 đơn như vậy là khá là nhiều 500 đơn mỗi đơn chia cho 3 triệu thôi năm chân nó hơn một tỏi gần hai tỏi đấy. nhưng mà tôi bán hàng cho các bác tôi đâu có sợ là các bác bom hàng tôi đâu đấy anh đặt đi anh này không lấy tôi lại chuyển sang cho ông kia tôi cũng chỉ mất bằng này phí thôi nhưng mà một mình bạn sẽ làm ảnh hưởng và làm khổ cho bao nhiêu người shipper nếu mà người ta làm rơi làm mất thì người ta phải đền chứ người ta bồi hoàn chứ đúng không đấy nó là thực tế rồi nên là chúng ta không mua chúng ta không nên đặt cũng không ảnh hưởng đến đến cái bát cơm manh áo của các bạn đâu đấy, tôi bán hàng tôi cũng bán chỉ kiếm tiền thôi Đấy tôi cũng không có giàu nghèo gì cái, cái chuyện là gửi đi các bác bom hàng của tôi tôi không lấy đấy, xã hội bây giờ còn sợ gì bom hàng nữa đúng không chỉ cần cái đơn của của người nào bom hàng ấy là mình bấm vào cờ đỏ cái là lần sau ấy mua bán là khó bán rồi, không phải bán mua nhà mình mà mua ở chỗ khác người ta cũng không gửi nữa. Ram 4 và 64 GB nhá, ram 4 và 64 GB. Oppo F7 full hộp, đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe nhá, full hộp nhá. Mới nhá, Oppo F7 4500 pin và màn hình 6.5 inch, ram của nó ram 4 và 64 GB. Giá chỉ để cho các bác 1 triệu 6 thôi Oppo F7 1 triệu 600 nghìn Quá rẻ, quá là hợp lý đúng không Tầm tiền chúng ta bỏ ra như thế này Thì cũng chỉ nhận được một chiếc điện thoại như thế này thôi Còn đòi hỏi hơn nữa thì chắc chắn là sẽ không có đâu Đấy, Không có ai mà bán cho các bác Bỏ không công để bán hàng cho các bác đâu cả Phải không ạ Tiếp theo là một chiếc điện thoại Vivo Y11 Vivo Y11 Đây là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người mua Vì lý do tại sao Pin của nó 5 000 cơ RAM của nó RAM 6 128GB Đấy, RAM 6 128GB Giá chỉ có 1 triệu 950 nghìn Full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tay nghe Đấy Đây là em bóc cho các bác xem này Mới như thế này là đủ mới chưa Đã đủ uy tín chưa Đấy, Bán cho các bác cũng như thế thôi Hàng nó quay như thế nào Thì tôi cũng gửi cho các bác một cái sản phẩm nó đúng y hệt như vậy 128GB pin 5000 Giá 1 triệu 950 nghìn em cân đối từ 50.000 em cũng phải cân đối vì em bán số lượng này em không kiếm như của người ta là một cây ăn 5 700 triệu đâu tôi chỉ kiếm các bác từ 100 cho đến 200.000 một đơn hàng một ngày 500 đơn thì các bác biết là tôi bán được thu nhập được bao nhiêu tiền thì các bác cũng khác tự hiểu thôi tôi không không cần gì tôi phải đi lừa các bác 1 triệu hay 500 hay 50 ram của nó ram 6 và 128 ghi các bác thông cảm hôm nay em bị khản tiếng nha bị ốm ấy, mùa chuyển đông em người miền Bắc mà nhưng mà vẫn ship toàn quốc Đấy à, đây này nhìn thế thôi nó là máy mới đấy các bác ạ à. full hộp đấy giá cũng cực rẻ thôi 1 triệu 950 nghìn chưa đến 2 triệu đâu Vivo y 11 tiếp theo là con Vivo y 17 Vivo y 17 giá có 2 triệu 250 nghìn mà các bác nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256G nhé RAM 8 và 256G pin con này 5.000 màn hình con này 6,5 inch RAM 8 256 ghi giá 2 triệu 250 nghìn Mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nha mọi người nha Đấy, bán hàng được thì chúng ta cũng phải quảng cáo đúng Đấy, và cũng phải phục vụ cho khách hàng nó phải phải đúng RAM 8 256 ghi Tất cả các dòng điện thoại của em bán từ đầu cho đến cuối video Là bên em đều không có cọc cạch của bất cứ một cái bác một xu nào Thoải mái kiểm hàng đúng cái sản phẩm mà em quay ở đây Em quảng cáo thì để các bác nhận đấy có ai bán hàng cứ cầm cả nắm thế này quay quay đâu đúng không người ta còn phải quay góc nọ cho sỏ góc kia rồi các thể loại đấy người ta gọi là quảng cáo tốt còn tôi thì có nhiều hàng quá tôi không có thời gian mà đi quảng cáo từng cái một cả nên tôi chỉ nói chung chung bởi vì nó là mới nếu mà cũ thì chúng ta có thể tả thêm nó là mới thì nên là phun hộp thì nên là chúng ta cũng không cần phải hỏi gì nhiều đấy. em chỉ cần đọc ra bộ nhớ cấu hình và những cái dung lượng pin và cái giá cả và nhìn cái hình thức xem các bác có mua được hay không Đúng nó có ưng ý hay không còn các bác nhận hàng thì cam kết cho các bác là các bác không phải lo đấy tầm cái sản phẩm của em bán cho các bác bỏ ra cái thị trường như thế này thì các bác yên tâm rồi đấy. tiếp theo là con này đây là một chiếc điện thoại Vivo i55s nha Nếu mà các bác muốn tìm những cái sản phẩm mà pin cao và dung lượng cao và dùng cực bền thì chúng ta có thể nghiên cứu cái sản phẩm này nó cũng không phải là quá đắt đâu Nó chỉ có 3 triệu 7 thôi Con này là pin 6.000 ấy. Vivo y 55 s RAM 8 256GB Và con này là 3 triệu 700 nghìn Pin 6.000 màn hình con này 6,7 inch nhá Vivo y 55 s Đây này Em kiểm tra thông số cho các bác xem này Vivo y 55 s này RAM 8 cộng 4 thì ra 12 này Và con này 256GB này Pin của nó là 6.000A này Đấy. Bán bán cho các bác với giá là 3 triệu 700 nha Vivo y 55 s nha Phù hợp cho những người mà không có thời gian sạc đi làm xa Hoặc chúng ta dùng những cái ứng dụng gì hay là những cái gì mà lâu dài ấy Nên là à, lâu thời gian nó lâu ấy Nên là chúng ta nên nghiên cứu cái sản phẩm này Vivo y 55 s 3 triệu 700 nghìn đây còn con Redmi C33 này bán cho các bác với giá là 3 triệu 350 nghìn RAM 8 và con này 256GB 256 g nhá, Redmi C33. Đấy, máy mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này RAM 8 cộng 4 và 256 g. Giá chỉ có 3 triệu 350 000 ngàn thôi. Trời chưa bật nguồn, chán quá nhân viên các thứ làm ăn như thế này thì như cục gì không biết. Buồn thật đấy. Quay lên đến cái tầm mà quay rồi không có điện thoại không không bật nguồn không phải là hết pin không bật nguồn nhiều quá anh em cũng không thể nói được đấy các bác chỉ cần nhìn qua ở đây nhé 1 2 3 4 5 6 7 3 này 6 này 8 này 3 8 24 24 nhân 3 gần 100 cái điện thoại ở đây đấy chỉ cái chỗ này mà các bác chỉ nhân tiền cho em thôi thì nó nó mấy trăm rồi chứ đừng có nói là cái chỗ khác đúng không em nói thật một ngày em bỏ ra cả hơn gần 2 tỏi để em bán hàng cho các bác mà không cần cọc mà tôi cũng chả sợ các bác lừa tôi đấy, làm gì các bác lừa được tôi Ví dụ như vậy Nhưng mà tôi chỉ sợ các bác lừa tôi chứ tôi không lừa được các bác Vì tôi không sợ các bác lừa tôi là lý do gì Các bác đâu có lấy được cái điện thoại của tôi đâu Đúng không Đấy Mà bác không lấy tôi lại chuyển cho người khác Chẳng qua là bạn mà đặt hàng lung tung Bấm phím lung tung Sau đó là chỉ có làm khổ cho những cái thằng mà đi làm thuê mà giao hàng thôi Như con này ấy Oppo A9 mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện RAM 8 256GB đây này RAM 8 này 256GB này Oppo A9 2020 giá là 2 triệu 800 nghìn mới nhé mới 100% phần trăm nha 28256g Oppo A9 nhé con này bán cho các bác 2 triệu 800 nghìn em nói nhiều quá nói lâu dài quá nó khả tiếng đi nên là em cứ bảo cho các bác là các bác cứ đăng ký Kênh đi rồi là em sẽ à, quay một số cái video một số cái sản phẩm để cho tất cả các bác à, lựa chọn bởi vì đôi lúc mình làm một cái video mà mình quay hết từ đầu đến cuối video thì cũng không thể quay hết được những cái sản phẩm của em ấy. Nếu mà các bác mua rồi thì thôi, còn chưa mua thì anh em cứ đăng ký kênh và chia sẻ hộ để cho mọi người cùng tham khảo và mua. Đấy. Đây này, như con iPhone 8 Plus này nhé. Đây là iPhone 8 Plus nhé, máy hình thức. Ở bên ngoài thì nó được khoảng độ 80% thôi. Đấy. Đây này, 80% đây này, xước xước này. Đấy, chấm phẩy đây. Yeah, iPhone thì nó rất, rất rất đắt nha, không phải rẻ đâu. iPhone nó đắt đấy, đây này. Ok chưa? Đấy. iPhone 8 này. Đấy. Đây nha, con này ấy là full. Có nghĩa là đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra về cái pin của nó. Pin của nó 100%. Nha các bác nha. Và vân tay vân tay còn nhá tiếp theo là chúng ta kiểm tra về dung lượng của nó dung lượng con này nó là 256 gb Đấy, cái bản 256 g nó là cũng khá là đắt đấy các bác ạ chứ không phải rẻ đâu con này là 4 triệu 500 đấy 4 triệu 500 cho các bác đấy iPhone 8 Plus nha đấy, 4 triệu 500 màn đẹp này màn zin đẹp này pin thì của nó cũng khá là ok này Đấy, vân tay đầy đủ này bán cho các bác 4 triệu 500, 256GB Cũng có một số chỗ nó bị chấm phẩy Đấy, iPhone này ý, nhiều người không biết mua là nó sẽ khó hiểu cái chỗ này Ví dụ như có một con này mà mất vân tay thì nó sẽ giảm khoảng 7-800 Mà pin của nó không zin Và pin của nó thấp thì nó lại giảm tiếp Và màn hình của nó không được zin thì nó lại giảm tiếp nữa Đấy nên là nó có rất là nhiều cái mà chúng ta mua những dòng iPhone này nó phân loại rất là nhiều Nên là nhiều người không hiểu bảo tôi bán đắt Đắt hay rẻ thì nếu mà các bạn bảo tôi bán đắt thì tôi có thừa cây nào rồi ngày nào tôi cũng bán được đúng không Nên là anh em phải hình dung được cái vấn đề đó đấy. Các bác có thấy người ta mua cái điện thoại mà nát bét về rồi bán cho các bác Sau đó các bác bảo là nó rẻ thế mà tôi mua ở kia nó rẻ mà tại sao tôi mua với bạn nó đắt Nó là như vậy đấy à, Nhưng mà bên em là nó là cửa hàng Nên là đầu tiên thì em cũng phải bán và kiếm lời Tuy nhiên thì cũng có nó cũng phải một vừa hai phải và em cũng đã là cửa hàng thì em cũng đã là thợ thì em mới dám nhập những cái điện thoại nó như thế để mà bỏ ra một cái khoản tiền nhập về xong bán cho các bác một cái khoản tiền thu nhập từ các bác về nữa. Nên là cũng phải biết xem, biết kiểm tra với cái tầm tiền nào thì mình mới mua. Như kiểu người ta bán ô tô, xe máy cũng vậy chứ người ta phải biết người ta mới nhập chứ còn không biết thì nhập về làm gì. Còn đây là một chiếc điện thoại Oppo Geno 6 5G nha Đấy, Pin 5000 màn hình 6.5 RAM con này của nó là RAM 12 cộng 5 thành RAM 17 Và con này của nó là 256GB RAM 12 cộng 5 là RAM 17 Và con này 256GB nha các bác nha Màn hình của nó là tràn viền này Có nghĩa là hết cái mép này Gọi là tràn viền Đấy, Máy vuông Nhìn cầm rất là đẹp này RAM 12 cộng 5 này Thành ra 17 và con này 256GB này Geno 6 5G này Giá em để cho các bác chỉ có 5 triệu 500 nghìn thôi Không cần cọc một đồng nào Thoải mái kiểm hàng trước khi thanh toán Kiểm tra không đúng cái sản phẩm này Nhầm hàng giả hàng nhái hàng lỗi kỹ thuật Các bạn trả lại thôi Và đừng có nhận cái đơn hàng đó Nha các bác nha Đấy, em bán cho các bác các bác thấy không? Từ 5 đến 7 triệu, 10 triệu một cái đơn hàng thôi, em đâu có cần các bác phải cọc một xu nào đâu. Đấy. Thế tại thế mà tại sao người ta bán có một cây 7 800 000 1 triệu, một triệu 1 đến 2 triệu mà vẫn cứ bảo anh cọc cho em 50 100 200 vì sợ là gửi đi tiền phí các bác không lấy để bom hàng bom cái gì sản phẩm của các bạn tốt thì cũng không cần ai phải cọc đúng không ạ Đấy, cũng không có ai dở hơi mà đi đặt hàng xong rồi để cho shipper người ta gọi cả tháng đó không có đâu riêng các bạn mà đặt hàng nha mà các bạn mà không lấy ấy, cũng không sao cả nhưng mà bên tôi không hoàn đơn về ấy, thì chắc chắn là nó sẽ lưu ở đấy nó ngày nào cũng có người gọi cho các bạn đấy GENO 6 nhá, Zeno 6 5G giá có 5 triệu 500 thôi Nhìn như vậy thì quá đẹp rồi đúng không Màn hình lại tràn viền nữa Tầm này thì các bạn đừng có hỏi về chụp ảnh có nét hay không Hay làm gì nó có ok hay không nữa. Đừng có hỏi nữa Mà tuy nhiên để mặt tốt thì những cái sản phẩm này nó chưa gọi là tốt đâu Có triệu bạc, 2 triệu bạc, 5 triệu bạc là không tốt Người ta mua cái máy 3, 40 triệu còn chưa tốt Thì mình khoe gì cái máy này Nói chung là tiền của các bác nó như thế nào Tiền các bác bỏ ra nó bao nhiêu tiền thì các bác chỉ cũng nhận được một cái sản phẩm tương ứng với cái đồng tiền của các bác bỏ ra thôi xã hội nó báo hòa hết rồi đấy, em cũng bán toàn quốc đây em cũng không phải là tự nhiên em đăng lên đây mà bán đắt hay bán rẻ được đấy, bán rẻ thì được bán đắt hơn người ta là không được vì em bán để bán toàn quốc đâu có phải là một mình bạn với tôi thì tôi lừa được bạn đúng không Nhưng mà đây em đăng lên toàn mọi người toàn Việt Nam này để xem nên là em sẽ không dám bốc phét quá nhiều và cũng không bán dám à, bán giá cao đấy nên là em phải bán giá thấp vì tại sao thấp hơn người ta một không đóng thuế nhá hai nữa là các bác mua hàng với em các bác phải đợi 3 4 ngày thì các bác mới nhận được máy nên là em phải bán rẻ đi Đấy, để khuyến khích cho các bác đặt hàng đặt hàng bên em nha đây nói được 3 40 phút rồi nói đi nói lại vớp hết rồi các bạn ạ và khản hết tiếng chứ không phải đùa đâu đây là con Vivo i77e nha i77e RAM 8 cộng để cứ kiểm tra cho nó chắc Đấy, con này có bao nhiêu nhỉ 3 triệu 900 000 Vivo i77e những cái dòng Vivo này thì cũng khá là tương đối đấy. RAM 8.4 này. 256GB này. Android 12.0 này. Pin con này 5.000 nha. Màn hình 6.7 nha. Giá 3.900.000 thôi. Quá đẹp, quá long lanh. Đúng không ạ? Anh em theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay cho em. Để cho mọi người cùng tham khảo và cùng nghiên cứu và mua sắm ở bên em. Bên em là những cái nơi mà bán nhiều nhất. Đấy các bác có thấy ai bán hàng như tôi bán tràn lan tất cả các cái sản phẩm như thế này. Đấy mà các bác còn bảo là thằng này sợ không uy tín thì tôi chỉ sợ các bác không uy tín với tôi chứ tôi tôi thì yên tâm tôi bán cho các bác này tôi cũng không có giàu nghèo vì một cái sản phẩm nhưng mà thực tế là tôi cũng không lừa các bác một cái sản phẩm gì. Đấy. Bởi vì là em bán là bán thực tế, tạo kênh ra bán toàn quốc chứ không phải là làm bán qua hình ảnh nên các bác phải hiểu cái vấn đề đó. Nếu mà bán qua hình ảnh ấy, chụp ảnh xong là đăng lên rồi chỉnh sửa rồi thì cắt ghép rồi là bán qua hình ảnh nó mà khác. Đây là em bán hàng nó là thực tế, bán hàng quay video trực tiếp bán từng cái chi tiết từng cái sản phẩm như thế này thì không có ai chuyện là lừa lừa ai cả đấy Redmi 13C RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và con này 256G nha pin con này 5000 màn hình 6,74 inch đấy. Đấy, máy còn tem siêu để em cũng không bật nguồn để làm gì đấy, máy nó mở lên nên nó cũng không khác gì nhau cả đấy, máy là máy hình chữ nhật nha và tất cả các góc cạnh là đều vuông Redmi 13C nha các bác nhá nếu mà các bạn mua rồi thì thôi, các bạn chưa mua thì cứ cho một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Đăng ký kênh để làm gì? Đăng ký kênh ấy thì em rất là nhiều cái sản phẩm nha. Nên là làm một cái video này để em quay hết thì chắc chắn là không quay được. Nhưng mà các bác đăng ký kênh thì em sẽ là quay tiếp một cái sản phẩm mới nó về nữa thì các bác sẽ được nhìn thấy, được nhìn thấy những cái video mà em quay và những cái sản phẩm em quay chứ chứ không phải là bắt các bác đăng ký để em được túi tiền của các bác đâu không có đâu. <laughs> Đây là Redmi Note 12 nha Redmi Note 12 Đấy, RAM của nó cũng là RAM 10 Và con này cũng là 256GB Giá nó là 4 triệu 100 nghìn thôi Giá 4 triệu 100 nghìn Ok chưa Đấy Redmi Note 12 nha Đẹp như thế này Mà giá chỉ có 4 triệu 100 nghìn thôi Trên một chiếc điện thoại Anh em thoải mái và lựa chọn Yên tâm đi Đấy. Em bán cho các bác Thì các bác đừng có lo về đắt Đây là à, rẻ hay là như thế nào cả các bác à, cứ nhận hàng rồi thanh toán tiền thì nên là chúng ta sẽ không lo về vấn đề là lừa các bác này đấy nhưng mà lừa các bác thì làm gì em bán một ngày được vài trăm đơn và đặt được 4 triệu đến 5 triệu người xem và trong khi đó 3 đến 4 3 đến 50 mấy 60 mấy nghìn người đăng ký kênh cơ. chứ không phải là một người đâu nha các bác nha Redmi Note 12 giá 4 triệu 100 còn đây là Redmi 12 Note 12 khác nha Mi 12 khác nha. Đấy. Con này 3 triệu 7 này. Ra của nó ra 8 cộng 2 thành ra 10. Và con này 256 g Đấy. Pin con này 5 nghìn. Màn hình con này cũng là 6,7 nha Đấy. Màn hình cũng là 6,7. Redmi 12. <laughs> bán cho các bác tầm tiền này thì nó cũng không phải là nó quá đắt. Nó cũng gọi là bán hợp lý giá trên thị trường thôi. Ra... Là... 256 g này, Redmi 12 này. Đấy. RAM 8 cộng 1, RAM 8 cộng 2 thành ra 10 nha các bác nha. Em bán 3 triệu 700 nghìn. Em phải bán rẻ nhất trên cái thị trường thì mới có người mua. Mà bán đắt thì không có ai mua đâu. Em nói thật. Bán đắt thì làm gì ai mua. Đấy. Vì em bán qua mạng này là em phải bán rẻ. Không đóng thuế má gì và các bác còn phải đợi. Các bác mới nhận được hàng. Đúng không ạ? Đây là con Oppo A97. Đây mới là cái sản phẩm mà chúng ta đáng quan tâm và đáng để ý nhất Những cái sản phẩm mà nó mới ra cũng chưa là lâu đâu Oppo A97 nha, mới 100% Full hộp, đây hộp của nó màu xanh như thế kia Đấy, cái chỗ ngón tay của tôi đây này, hộp thì nó cũng chả có gì đâu Đấy, Oppo A97 RAM 12 Cộng 5 thành RAM 17 Và con này 256GB Giá chỉ để cho các bác 4.350.000 thôi 4.350.000 nhận ngay một chiếc điện thoại mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện đây em mở cái thông số cho các bác xem này ram 12 cộng 5 này đấy và con này 256 g này hơi tối đúng không và a 975 g này android của nó là 12 chấm này đấy bán cho các bác 4 triệu 350 nghìn 4 triệu 350 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại này là không phải đắt đâu các bạn yên tâm đi đấy bán hàng thì ai cũng như ai thôi cũng phải kiếm một tí thì mới bán được còn không kiếm được tí nào thì chắc chắn là sẽ không bán được đúng không ạ tiếp theo thì nếu mà các bác còn xem nữa thì em sẽ quay cho các bác một số các dòng sản phẩm nó còn rất là nhiều A56 này A53 này A3S này K9S K9X nhiều lắm bên em còn rất là nhiều ví dụ như con Oppo A16 này đấy A16 giá chỉ có 2 triệu ba thôi RAM 6 và 128 GB. Pin 5000 màn hình 6.5 mới full hộp nhé. Em quảng cáo mới các bác cứ nhận máy là mới mà nhận còn không đúng thì đừng có nhận. Đấy. Oppo A16 2.350.000, RAM 6 và 128 GB nha, đừng có nghe nhầm nha. Đấy, đây này. Cứ kiểm tra cho nó chắc, RAM 6 128 GB này. Đấy. A16 này. 2 triệu 350 nghìn mà các bác nhận ngay một chiếc điện thoại này thì cũng không phải là đắt không phải là rẻ mà cũng hợp lý rồi nhưng mà em bán rẻ nhất rồi đấy em bán rẻ nhất cho tất cả mọi người rồi các bác không phải là nghĩ nọ nghĩ kia nữa đâu đấy các bác cứ đi tham khảo hết đi không cần các bác phải mua nhà em ngay đâu cứ tham khảo hết thị trường đi còn nếu mà thấy chỗ nào bán rẻ hơn hàng nó chất lượng hơn thì các bác cứ đi chỗ đấy mà mua đấy. còn nơi này các bác không nên mua đúng không đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A14 mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện kèm từ ốp từ sạc và từ tai nghe. Con này em bán cho các bác với giá là bao nhiêu? Pin 5000, màn hình 6.5, RAM 4 64GB thôi nha. RAM 4 64GB 3.500 đây các bác ạ. Đấy thì em mới nói cho các bác là tiền nào của nấy. Đừng có bảo là cái con có con 500GB, 256GB giá cũng hơn 1 triệu mà tại sao con này 64GB mà giá nó lên tận 3.500. Thế thì mới gọi là tiền nào của nấy, sản phẩm nào nó kèm với chất lượng đó thôi. Đấy, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn dùng có đáng vào cái tầm tiền các bác bỏ ra như thế này hay không? Đấy, nên là như vậy. Đấy. Tiền các bác bỏ ra thì nó cũng sản phẩm nó cực tốt. Ví dụ như cái iPhone 8 này này. Nếu mà là 16 g thì nó cũng chỉ có nhô một triệu đó. 32 g thì nó cũng gần gọi là 2 triệu. 64 g nó hơn 2 triệu. 128 gb nó tầm khoảng 3 triệu hơn đấy còn 26 256 gb nó nằm trên 4 triệu đấy nó là như vậy nhưng không phải là cái cái con nào nó cũng như con nào đấy iPhone 8 thì rất đắt đấy còn phải rẻ đâu thị trường nó đâu có xuống đấy Đến như con này 3 triệu 500 nhé Samsung Galaxy A14 rồi em cũng nói khản hết tiếng rồi thì thời lượng video thì nó cũng có hạn nên là em cũng phải tạm dừng video ở đây các bác đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video. Sản phẩm em còn rất là nhiều này, em đọc qua cho các bác này 5653 này, K9S, A15 này, K9X này, V30 này và A57 này, i19 này rồi Redmi 12C, Note 11 SE này. Đấy, Poco C này. Ôi nhiều, nhiều rất là nhiều cái sản phẩm còn Samsung này, A3S này, V11S này. Nó rất là nhiều cái sản phẩm mà em chưa quay được hết cho tất cả các bác nên là các bác cứ đăng ký kênh rồi em sẽ quay tiếp vào một cái video tiếp theo ở đằng sau. Nên là các bác chia sẻ hộ, đăng ký kênh, kết bạn gia lô và gọi trực tiếp cho em nha các bác nha Cảm ơn mọi người đã mất thời gian theo dõi video và quan tâm và đã đăng ký kênh và chia sẻ Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và tất cả mọi người vào video tiếp theo Em tạm dừng video nha